Chương 01 Kích hoạt hệ thống bóc ra thất tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sơn Thôn Tiểu Đạo, một tên anh Tuấn Tiểu tử dựa vào ghế đá, biểu lộ mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi mở miệng. Hệ thống, ngươi ra đi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Chủ nhân, ta tới, ta là ngươi vô địch tông cửa hệ thống. Muốn chính thức khởi động hệ thống, cần phải đáp ứng hệ thống yêu cầu, xóa đi thất tình. Chủ nhân thật quyết định xong chưa? Lưu Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, mặc dù đủ kiểu không nguyện ý, nhưng vẫn gật đầu. "Đúng, ta quyết định tốt, hệ thống khởi động đi." Đinh, chủ nhân thất tình, đã xóa đi, vô địch tông cửa hệ thống mở ra. "Chủ nhân." Lưu Tiểu Phàm hồn lực. Cấp 99 võ hồn. Hoàng Kim Long, thế giới thụ tông môn. Vô địch tông tông chủ. Lưu Tiểu Phàm nhân số một nhiệm vụ chính tuyến. Đêm nay 8 giờ đúng, tiến về vũ hồn điện mật thất, giải cứu bị bỉ đông, đồng thời để nàng gia nhập vô địch tông, nhiệm vụ hoàn thành ngẫu nhiên thu hoạch được thất tình bên trong một loại tình dục 10%, chưa hoàn thành nhiệm vụ hệ thống biến mất, chủ nhân thất tình không trả về. Sau một khắc, lưu tiểu phàm thân thể thoát thai hoáng cốt, như nhặt được tân sinh, tràn ngập kinh khủng hồn lực, nhưng mà từ nơi sâu xa bảy cổ tình cảm bị xóa đi. Hắn mặt không thay đổi đứng người lên, trong miệng nỉ non. Cấp 99 hồn lực, đây là bán thần cấp bậc, toàn bộ đấu la đại lục nhất là sức mạnh hàng đầu. Thế nhưng là ta thất tình, hỷ nộ ưu tư bi khủng tình bị bóc ra, về sau sẽ luôn vì một cái người vô tình, bất quá cũng may chỉ phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, thất tình liền có khôi phục một ngày. Ngay sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ ba ngày trước, lưu tiểu phạm xuyên qua đến đấu la đại lục, một cái nông phu trên thân, thuộc về hồn xuyên, mà cái này nông phu không có võ hồn, tuổi tác 17 tuổi, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, không còn gì khác. Rất nhanh hệ thống liền xuất hiện, bất quá bởi vì khởi động hệ thống, cần xóa đi thất tình, lưu tiểu phàm suy tính rộng đã ba ngày, cuối cùng không cam lòng bình thường qua cả đời, cho nên mới lựa chọn đáp ứng hệ thống yêu cầu. Giáo hoàng điện bên trong, một tên dáng người thon dài, khí chất thoát trần nữ tử lại tới đây, nhìn lên trước mắt mặt cao quý giáo hoàng bạo nam tử bỉ bỉ đông kích động hô. Sư phó. Thiên tầm tật quay người, hơi có vẻ cứng ngắc gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt tràn ngập tự ái. Đông nhi, ngươi cái này vội vã địa, là có chuyện gì không? Bỉ bỉ đông lông mày nhăn lại, khẽ mím môi môi, hiển nhiên tâm tình tương đối khẩn trương, do dự một lúc lâu sau trầm giọng nói. Sư phó, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Thiên tầm tật gật gật đầu hỏi. Đông nhi, có chuyện gì ngươi nói? Bỉ bỉ đông thấp giọng nói ra. Sư phó, ta thích một cái nam nhân, hắn gọi Ngọc Tiểu Cương, còn xin ngươi đừng ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Thiên tầm tật ánh mắt lạnh lẽo, quát. Không được, Ngọc Tiểu Cương cái này ngay cả hồn tôn đều không đột phá nổi phế vật, không xứng cùng với ngươi. Bỉ bỉ đông ánh mắt kiên định, nhìn thẳng thiên tầm tật. Sư phó, ta cùng Tiểu Cương là thật tâm yêu nhau, nếu như ngươi thật không để chúng ta cùng một chỗ ta liền rời khỏi vũ hồn điện tại thời khắc này thiên tầm tật trong lòng sát ý bốc lên ánh mắt trở nên giống như rắn độc ác độc nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem bỉ bỉ đông đông nhi ta đùa ngươi đây đã ngươi thật thích ngọc tiểu cương vậy sau này chuyện của các ngươi ta liền sẽ không lại can thiệp cho phép các ngươi cùng một chỗ bỉ bỉ đông cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch cả người dừng một chút không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lập tức kích động không thôi, ngòn ngọt, cười. Sư phó, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, cảm ơn ngươi, sư phó, ta hiện tại liền đi đem tin tức này, nói cho tiểu cương, sư phó, ta đi trước. Nhưng mà, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, thiên tầm tật động, một kích cổ tay chặt đem bị bỉ đông đánh ngất xỉu. Trong mật thất, thiên tầm tật thần sắc kích động, mà trên giường, bỉ bỉ đông ở vào trạng thái hôn mê. Đông nhi, coi như dùng nhất hèn hạ phương thức, ta cũng muốn đưa ngươi lưu tại vũ hồn điện, ngươi chung quy là ta thiên tầm tật nữ nhân. Thiên tầm tật khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, đi đến giường chậm rãi cởi bỉ bỉ đông quần áo, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Lúc này, bỉ bỉ đông mảnh mà thức tỉnh, phát hiện tôn kính nhất sư phó, phản phất biến thành người khác, ánh mắt kia để cho mình cảm thấy sợ hãi, mà hắn thế mà ngay tại thoát y phục của mình bỉ bỉ đông lên tiếng kinh hô à sư phó ngươi làm gì nhưng đột nhiên phát hiện mình thế mà toàn thân không thể động đậy hồn lực cũng bị phong ấn lại một cái đáng sợ suy nghĩ dâng lên làm cho khóe mắt nàng nổi lên nước mắt đông nhi cái kia cái rắm chó ngọc tiểu cương căn bản không xứng với ngươi chỉ có ta mới có thể trở thành nam nhân của ngươi qua đêm nay ngươi liền không còn là ta thiên tầm tật đồ đệ mà là nữ nhân của ta. Thiên tầm tật kích động nói, như cùng một đầu vô tình mảnh thú, càng không ngừng giật xuống bỉ bỉ đông quần áo trên người, rất nhanh nửa người trên liền chỉ còn lại một đầu màu lam cái yếm. Bỉ bỉ đông trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, trong lòng cực kỳ bi thương, không nghĩ tới mình tôn kính nhất sư phó, thế mà lại làm ra như thế hèn hạ sự tình, mà mình bây giờ hoàn toàn không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, đối với thiên tầm tật, Bỉ bỉ đông dân lên vô tận hận ý, nhưng lại không có năng lực tránh thoát sắp đến tai nạn, ai có thể mau cứu ta. Đây là nạn lúc này trong lòng ý niệm duy nhất. Đột nhiên, một đạo hai mét thân ảnh xuất hiện tại trong mật thất. Thiên tầm tật cảm giác được một cổ lạ lẫm, đồng thời tràn ngập sát ý khí tức, nhanh chóng xoay người, lại phát hiện một cái mặt không thay đổi nam nhân, hướng mình xông lại. Thiên tầm tật, người đáng chết. Bình thản ngữ, tại lưu tiểu phàm trong miệng truyền ra, ngay sau đó hắn liền một tay lấy thiên tầm tật từ trên giường kéo xuống, một cước dùng sức đá vào hắn vượt dưới. Thiên tầm tật xanh cả mặt, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, co lại thành một đoàn, điểm điểm vết máu đen quần nhuộm đỏ. Chết! Lưu tiểu phàm nâng lên nắm đấm, không có một tia hồn lực ba đồng, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Mắt thấy nắm đấm sắp rơi vào, không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự thiên tầm tật trên đầu, Bỉ Bỉ Đông tranh thủ thời gian hô to một tiếng, "Không muốn, đừng giết hắn." Lưu Tiểu Phàm dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, mặc dù nàng lúc này nửa người trên chỉ còn lại một đầu màu lam cái yếm, lộ ra một mảng lớn trắng bóng da thịt, nhưng hắn nhưng như, như cũng mặt không biểu tình. Nắm lên trên mặt đất Bỉ Bỉ Đông quần áo, Lưu Tiểu Phàm tại trong tiếng thét chói tai, đem nàng vác lên vai, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy phút sau, lưu tiểu phàm đi vào một tòa núi nhỏ bao đem bỉ bỉ đông ném xuống đất quần áo vung qua đi thẳng nhiên nói đem y phục mặt tốt thanh âm bình thản không có một chút tình cảm bỉ bỉ đông vừa mừng vừa sợ vui chính là mình trốn qua thiên tầm tật ma trảo kinh chính là mình bây giờ thân thể còn không động được nếu như nam nhân trước mắt này cũng thú tính đại phát đối mình làm ra chuyện vô sĩ vậy phải làm thế nào do dự hồi lâu nàng lấy dũng khí hô cái kia. Ta hiện tại thân thể bị phong ấn lại, người trước giúp ta mở ra phong ấn, nếu không ta không động được. Dứt lời, Lưu Tiểu Phạm đi qua, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng cái này rơi ở trong mắt bị bỉ đông, cùng thiên tầm tật vừa mới ánh mắt không sai biệt lắm, một trận kinh hoảng. Khẩn trương cái gì, ta đối với ngươi không hứng thú. Lưu Tiểu Phạm khóe miệng khẽ nhếch, đánh ra một điểm hồn lực, không có vào bỉ bỉ đông thể nội bỉ bỉ đông nhanh chóng ngồi dậy bắt lấy quần áo che lại thân thể trong lòng xấu hổ không chịu nổi bởi vì thân thể của nàng mấy có lẽ đã bị trước mắt cái này ghê tởm nam nhân nhìn hết mặc dù hắn là vì cứu mình nhưng bỉ bỉ đông trong lòng vẫn như cũ tràn ngập ủy khuất thanh âm của nàng lạnh lùng nói ta muốn mặc quần áo ngươi cho ta xoay qua chỗ khác có thế sau một khắc nàng liền hối hận mình mặc dù khôi phục năng lực hành động nhưng hồn lực vẫn là bị phong ấn lại nếu như ánh mắt cái này cái nam nhân đột nhiên sinh khí, thú tính đại phát làm sao? Bất quá, rất hiển nhiên nàng là nghĩ nhiều, lưu tiểu phàm trực tiếp xoay người, ngữ khí không kiên nhẫn. Nữ nhân, thật phiền phức. Thế là, bị bị đông mang lòng thấp thỏm bất an tình, rốt cục mặt quần áo tử tế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người đến cùng là ai, tại sao muốn cứu ta? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.